xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái thử mới. Đây, trên tay tôi là một cái chai sữa tinh đỏ. Và đây là một cái chai nước cam. Và đây tôi có 3 chai cơ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm thử là tôi sẽ ném từ trên cao xuống để xem nó như thế nào. Đấy, tôi dự định là tôi sẽ làm thả từ nhà cao tầng xuống, nhưng mà bên nhà thầu người ta vẫn chưa ok. Đấy, bây giờ các bạn cùng xem tôi làm nhé. Ok. Đây các bạn, cái chai sữa tinh này. Đấy, bây giờ tôi sẽ sóc nó lên. Sóc mạnh nó lên để cho xem nó có gà đấy. Sữa tinh là có gà này. Tôi sóc mạnh lên. Đấy, ok. Được chưa? Đấy. Bây giờ các bạn cùng xem tôi ném từ trên cao xuống xem nó như thế nào nhé. Đây, chai sữa tinh này. Ok. 1 2 3 ném. Đấy. Wow, nổ to chưa? Đấy. Nổ quá to luôn. Đấy, tung tóe ra đây này. Đấy. Ok, xong cái thí nghiệm này giờ phải đi nhặt. Đấy, đi nhặt gọn vào. Đấy. Ok, tôi đã dọn xong rồi đấy các bạn ạ. Đây, đây sẽ là cái chai thứ hai. Đây. Tôi sẽ sóc mạnh nó lên. Đấy. Sóc thật mạnh lên xem nó như thế nào. Ok. Đấy. Sóc sóc. Chai này không biết có nổ không. Ok. Chai vừa nãy thì nổ rất to. Đây, bây giờ tôi ném nhá. 1 2 3. Wow. Chai này không nổ các bạn ạ, mà nó chỉ vỡ thôi. Đấy. Đấy. Rồi, giờ lại bắt đầu đi dọn. Đây, tôi đang dọn đây. Đấy. Giờ phải đi dọn dẹp sạch sẽ hết. Bởi vì sao? Cái này là thủy tinh nên là rất nguy hiểm. Nếu lúc nó sẽ dính chân của người ta nên mình phải dọn sạch sẽ. Làm xong phải là dọn sạch luôn. Đâu vào đấy. Không để ảnh hưởng đến người khác. Đây. Đấy, tôi đang đi dọn một loạt đây. Đấy. Đấy. Để tạm vào đây, tí để đi vứt bỏ. Đấy. Ok. Dọn. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Bạn nào thấy tôi thấy mà có nhiều ý tưởng hay ấy, thì hãy comment xuống bên dưới cho tôi. Tôi sẽ làm cho các bạn xem. Đấy. Đây. Giờ bắt đầu đi dọn tác phẩm đây. Nhặt đi, sau mình sẽ quét bỏ những cái vụn vụn đi. Nhặt bằng sạch thì thôi, không để dính cái gì ở được. Đấy. Ok, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi nhé. Giờ bắt đầu mới đi dọn đây. Mình để sẵn vào đây rồi, giờ chỉ việc nhặt rút vào túi thôi. Đấy, bàn là một video đâu phải đơn giản đâu. Đấy. Làm xong đã đành rồi, lại còn phải đi dọn dẹp nữa. Dọn rồi mình cho cái này vào túi, xong đó là mình đi vứt ra ngoài bãi rác ấy, cho người ta vứt bỏ. Cho nó không nguy hiểm đến người khác. Làm bất kỳ một cái gì cũng thế, không để ảnh hưởng đến người khác. Đấy. Đây. Tác phẩm đây. Rồi bắt đầu đi dọn đây. Đấy. Này. Thủy tinh. Thủy tinh thì rất nguy hiểm. Nhỡ dính chân người ta thì mình phải tội. Đấy. Rồi. Cho vào đây. Đấy. Mấy ống thủy tinh này này. Quán thủy tinh. Rồi. Ok. Cho nó vào đây rồi vứt đi ra ngoài bãi rác. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Bạn nào đã xem clip của tôi rồi thì hãy ấn vào đăng ký để ủng hộ tôi nhá. Ok, xin chào, cảm ơn các bạn. Bye bye.